1001 câu chuyện. Tôi xin chào các em. Và video ngày hôm nay thì chị và các em sẽ cùng nhau trải nghiệm miếng dán sticker hai lớp này có giá 20.000 đồng. Rất là đẹp luôn nha. Và đầu tiên thì chị sẽ khui nó ra. Tên tên, đây là cái miếng đầu tiên nè. Những chiếc đầm thật là xinh đẹp luôn đúng không? Bây giờ cái miếng thứ hai. Trời ơi, rất là dễ khui luôn nha. Đó, miếng thứ hai của chúng ta thì có ba cô nàng công chúa xinh đẹp. Wow, và mấy em ơi, mấy em đừng có quên là một cái bức tranh cho chúng ta tô màu ở phía sau nha. Thường thường thì các miếng dán sticker đều có tranh tô màu ở phía sau á, đừng có bỏ, rất là uổng ha. Đó, một nàng công chúa đang đội vòng hoa rất là xinh, chỉ có cái phông nền ở đằng sau là chúng ta đã có màu, nhưng mà nàng công chúa của chúng ta vẫn chưa có màu sắc, cho nên muốn cho nàng công chúa chúng ta trở nên xinh đẹp hơn thì các em đừng quên tô màu nhé. Rồi bây giờ sẽ tới cái phần sticker đây, tên tên để xem miếng sticker 20.000 đồng thì nó có những gì nha. Đó, đầu tiên nàng công chúa thứ nhất, tóc cam rất là xinh. Trời ơi, đây nữa nè. Trời ơi, hai cô nàng tóc kiểu y như nhau luôn, có mỗi cái là nó khác màu thôi ha. Rồi, đây là cô nàng tóc xanh, kiểu tóc nó hơi khác, màu cũng khác luôn, cùng với những chiếc đầm thật là xinh đẹp vả. Và thứ hai, ở bên đây cũng là có đầm luôn nè. Trời ơi, đẹp, đẹp xuất sắc luôn đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về miếng dán sticker này nha. Và trước tiên đến với câu chuyện thì mình đừng quên chọn nhân vật nha. Và đây, nhân vật, hai nhân vật của câu chuyện này sẽ chính, đầu tiên chị sẽ chọn hai nhân vật có hai cái mái tóc giống nhau nhưng mà khác màu, sẽ là hai người bạn chơi chung với nhau nha. Đó, nhưng mà tính nết của hai người này nó sẽ không giống nhau đâu. Đầu tiên là mình sẽ chọn cho cô nàng tóc cam này một cái chiếc đầm thật là lộng lẫy đi. Đó, một cái chiếc đầm màu vàng có rất là nhiều hoa hồng vàng, rồi hả, còn xen kẽ với những cái màu hồng trông rất là xinh xắn. À, thêm một cái cài, cái cài hoa, cái nón giống như cái bộ đầm ha. Bây giờ là tới cái nè, cái cô bạn này thì ăn mặc là khá là đơn giản, không có cầu kỳ như cái cô kia. Đó, chỉ vỏn vẹn một cái chiếc đầm hoa thôi, một chiếc đầm hoa màu hồng xinh xinh ha. Tuy đơn giản nhưng mà chị vẫn thấy được một cái nét dễ thương ở trên cô nàng. Bây giờ chị thêm một em bướm nữa. Còn ten ten, đố các em biết. Còn đây là nhân vật gì đây? Cô nàng tóc xanh này sẽ vai vào vai là cô hầu. Cô hầu của cái cô của hai cô gái này nha, cô hầu của tóc cam. Bây giờ mình sẽ chọn một bộ đồ nào mà phù hợp với hầu nhỉ? À, chị thấy cái chiếc váy này cũng được nè. Đây, váy của cô hầu nha. Đó, mình đã xong tên tên. Đây, bây giờ mình đến với câu chuyện nha. Và cô hầu này thì rất là tài giỏi luôn. Cô hầu này của chúng ta đã may cho cô chủ của mình, đó là cô chủ tóc cam nè, những bộ đồ thật là xinh đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ vẽ một cái tủ đồ, để những cái bộ đồ thật là xinh đẹp vào trong cái tủ nha. Thôi, mình chỉ vẽ một cái rèm thôi. Thế là chị đã xong cái chỗ để treo đồ rồi nha. Bây giờ sẽ là phần treo những cái bộ đồ xinh đẹp lên nè. Wow, chúng ta đến với ba chiếc đầm đầu tiên. Đây là hai cái chiếc đầm để dạ tiệc nè nha. Đó, rất là xinh luôn. Trời ơi, một cái chiếc đầm màu tông cam, hồng, đỏ phối lại với nhau thì ta nói là nó đẹp cực kỳ luôn. Rồi thêm chiếc đầm ngắn màu tím nữa. Tèn tèn, chúng ta đến với bốn chiếc đầm kế tiếp nha. Ôi, cái chiếc đầm sọc caro màu xanh dương này là chị thấy thích thích nè nha. Đó, phối những bông hoa đỏ, rồi đầm tím nè, rồi đầm cúp ngực, bông hoa hồng, rồi đầm vàng, đầm xanh. Rất là nhiều đầm đẹp luôn á mấy em. Đó, mình sẽ treo vô, công nhận là cái cô người hầu này rất là giỏi luôn nha. Những cái bộ đồ của nàng tiểu thư tóc cam mặc đều là do cô hầu may hết á. Rồi, chúng ta đến với năm chiếc đầm kế tiếp nha. Cũng không kém phần xinh xắn và dễ thương với những cái họa tiết thật là đẹp luôn. Trời ơi, cái đầm này nè, có những cái nơ, những cái hộp, rồi những cái màu sắc á, nó phối với nhau nhìn nó rất là nhí luôn á. Nó nhí nhảnh mà, nó dễ thương cực kỳ luôn á nha. Đó, bây giờ mình sẽ treo vô hết vô trên đây luôn. Ôi, xinh, xinh xắn lắm luôn á. Đây nữa nè, coi cái chiếc đầm này nhìn nó lạ ghê luôn á. Nó lạ nhưng mà nó rất là xinh nha. Xong cái phần đồ rồi và bây giờ sẽ tới phụ kiện. Ta-da, và đây là những phụ kiện nè. Gồm có nón, túi xách các kiểu, cây phép thuật, rồi kẹp tóc, nơ, rất là nhiều luôn. Chị sẽ để vào trong tủ đồ luôn nha. Cây phép thuật của chúng ta để bên đây. Đó, túi xách thì cũng có nhiều loại luôn lắm nha. Nè, hình vỏ sò nè. Cái này cũng vỏ sò mà được thật, giống như cái nơ á. Đó, nón. Nón thì cũng có quá trời kiểu nón luôn.
nón tay thỏ, nón bèo nè, rồi nữa đó. Và chúng ta vẫn còn nha, rất là nhiều phụ kiện luôn. Cây dù nè, dù sẽ để kế cái cây phích thuật. Cái hoa này nè, cái hoa bự bự này thì chị sẽ trang trí ở trên cái chỗ xào đồ nha. Nón, lại thêm một cái túi xách nữa nè. Xong rồi, chúng ta đã xong cái phòng đồ rồi nha. Và bây giờ mình sẽ sang cái phòng khách. Để phòng khách của ba cô gái, chúng ta sẽ có một cái bàn. Wow, một cái chiếc bàn. Và trên chiếc bàn sẽ có một cái ấm trà nha. Rồi có một cái ghế nữa. Ui, rất là xịn luôn. Và ở bên đây thì chúng ta sẽ có một cái tủ đựng đồ. Mình sẽ tạo một cái tủ nho nhỏ nha. Và ở trong cái tủ thì sẽ có rất là nhiều vật dụng luôn. Đây. Đó, đó là những cái hộp quà, kèm theo là những cái phấn trang điểm nè, rồi bảng màu mắt vân vân và vân vân. Rất là nhiều. Và ở trên bàn sẽ có hai cái ly kem rất là ngon luôn. À, xong rồi, đây là cái phòng khách nha. Cô chủ à, cô chủ, sắp tới có một buổi tiệc rất là quan trọng. Cô chủ cần em may cho cô chủ thêm một cái chiếc đầm mới không? Có chứ, người phải may thêm cho ta thật là nhiều đầm mới. Ta đẹp mà, ta phải mặc đồ đẹp, biết chưa? Mà buổi tiệc đó, em và bạn của cô chủ cũng tham gia. Thôi thì để em may cho ba người ba cái y chang nhau, đẹp thiệt đẹp luôn. Lâu lâu em mới có cơ hội để được mặc đồ đẹp nè. Con nhỏ này, mày chỉ là hầu, ai cho phép mày được mặc đồ đẹp ngang hàng tao hả? Mày chỉ có nhiệm vụ là may những bộ đồ đẹp đó và để cho tao mặc. Còn bạn của tao ha, nó không cần phải mặc đồ đẹp đâu, bởi vì nó không xinh đẹp như tao, cho nên nó chỉ cần mặc những bộ đồ bình thường là được rồi. Còn mày, thân phận hầu thì chỉ mặc đồ hầu thôi, biết chưa? Còn những bộ đồ xinh đẹp đó thì làm sao mà có thể khoác lên người giống như hai người được chứ? Sao lại không? Em thấy á, em cũng đẹp mà, với lại bạn của tiểu thư cũng đẹp mà. Chẳng qua là em làm hầu cho nên em á hả phải ăn mặc lôi thôi như thế này thôi. Chứ em nghĩ em mà mặc đồ như tiểu thư á thì em cũng xinh đẹp mà. Mày còn cãi hả? Ai cho phép mày nói như vậy? Tao nói rồi, tao là người xinh đẹp nhất. Mày chỉ là con hầu xấu xí, cho nên biết thân biết phận đi, biết chưa? Lo mà may đồ cho tao đi đó. À, còn nữa, tóc hồng. Bạn á, mình nghĩ là bạn nên mặc những chiếc đầm bình thường thôi. Đi theo mình vô trong phòng, mình sẽ đưa cho bạn những chiếc đầm đó mà mặc. Nói chung á, nhìn nó còn ổn hơn là chiếc đầm bạn đang mặc đó. Bạn không nên mặc rườm rà làm gì đâu, đi theo mình. Nè, cô tóc hồng ơi, cô cứ để đó, tụi mày đồ mới cho cô nha. Tụi thấy cô á cũng xinh đẹp hả, nhiều khi xinh đẹp còn hơn tiểu thư nhà tôi nữa. Chẳng qua cô thích ăn mặc đơn giản cho nên cô không nổi bật được như tiểu thư nhà chúng tôi thôi. Thôi, ta không cần đâu, ta ăn mặc đơn giản quen rồi. Thôi cứ để ta vô phòng của tiểu thư nhà ngươi xem coi đồ nào được thì ta mặc, mất công người lại phải tốn thời gian may đồ cho ta nữa. Ngươi hãy may cho đồ cho tiểu thư của ngươi đi. Hey, hai người chơi chung với nhau nhưng tại sao tính nết hai người không giống nhau gì hết? Nói tính ra cô tiểu thư tóc hồng này vừa xinh đẹp lại còn ăn nói nhỏ nhẹ tốt bụng, chả bù cho cô tiểu thư của nhà mình suốt ngày chỉ biết đè đầu cởi cổ chửi mình chửi mình. Nhưng không thì đó hả, những bộ đồ kia toàn là do mình may thôi. Nè tóc hồng, cô coi cô mặc bộ này nha, tôi thấy bộ này cũng khá là xinh đó. Mình cảm ơn bạn nha, bộ này cũng xinh thật. Còn mình, mình sẽ diện bộ váy này. Bữa tiệc rồi ngày hôm đó mình sẽ là người đẹp nhất và không có ai qua được mình hết trơn luôn á. Bởi á, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, còn những người xấu á, như con hầu và tóc hồng bạn mình thì nó có khoác lên người cái gì đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào đẹp và sang lên được. Tại sao á, ba mẹ mình sinh mình ra mình lại đẹp và sang chẳng như thế này cơ chứ? Nè con nhỏ hầu kia, may đồ cho ta tới đâu rồi mà thấy ung dung quá ha, có thời gian ngồi đây mà tán dóc nữa hả? Thì với lại tiểu thư còn rất là nhiều đầm mới chưa mặc mà, tại sao tiểu thư không mặc đi, kêu em may thêm làm gì nữa? Em còn biết bao nhiêu là công việc trong nhà đây nè. Mà bữa tiệc đó đâu dành cho riêng ai đâu, rõ ràng là tụi mình cũng được mời, tại sao lại không được mặc đồ đẹp cơ chứ? Thiệt là bất công quá đi mà. Nè, xấu xí mà cứ thích đồ mặc đồ đẹp là sao? Những cái bộ đồ đẹp đó chỉ xứng đáng cho những người đẹp đẽ như tao mặc thôi. Tao nói bao nhiêu lần rồi mà mày không hiểu hả con nhã hầu vô dụng kia? Mày nhìn lại mày đi, lòi thòi lết hết như thế mà lúc nào cũng thích diện những bộ đầm xinh đẹp hả? Sẽ làm những cái bộ đầm đó mất giá trị có biết không?
Ôm thì cho là em á, em xấu, em là hậu, em không được mặc những bộ đầm đó. Nhưng dù gì, Tóc Hồng cũng là bạn của Tiểu Thư mà. Hai người chơi thân với nhau, em thấy Tóc Hồng cũng rất là xinh đẹp. Tại vì chẳng qua Tóc Hồng á hả, cô ấy không thích mặc đồ điệu đà. Chứ em nghĩ hả, Tóc Hồng mà mặc đồ như Tiểu Thư á, thì Tóc Hồng có nhiều khi hả còn đẹp hơn Tiểu Thư gấp ngàn lần cơ. Cái gì? Mày dám nói Tóc Hồng đẹp hơn tao hả? Nè nè, tao nói cho mày nghe nha, mày có mắt không hả? Mày mở mắt to ra, còn Tóc Hồng nó có cái gì mà đòi so sánh với tao cơ chứ? Bây giờ nó có khoác lên một bộ đồ hả, kim cương hột xoàn vậy chăng nữa, thì nó cũng sẽ không đẹp bằng đâu. Mày không tin ư? Mày cứ đợi rồi xem. Tao không đứng đây mà đôi co với mày nữa. Đúng là đồ con hầu, đáng ghét. Thiệt là bực mình quá đi mà. Nghĩ sao mà nó dám nói mình hả, xấu hơn tóc con nhỏ Tóc Hồng kia cơ chứ. Thiệt là bực, mình là cái người đẹp nhất, mình phải là người đẹp nhất. Bây giờ mình sẽ thay bộ đồ này ra. Và trong buổi tiệc đó sẽ không ai đẹp hơn mình cả. Công nhận cái bộ đầm này sinh ra là dành cho mình hay sao á. Mình mặc vô hả, tao nói cái đẹp. Mà nói chung á, mình mặc cái gì cũng đẹp hết trơn á. Tại vì mình đã đẹp sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí chị thêm cái tóc của mình ta. À, một chiếc nơ hồng xinh xắn. Ơ à, vậy đã ổn chưa ta? Mình sẽ thêm một cái chiếc túi xách nữa hả? Mình mà cứ tư thế này, bộ dạng này mà đến buổi tiệc thì mọi người sẽ tập trung nhìn mình thôi. Thiệt là tức quá đi mà. Lần này mình sẽ cho Tiểu Thư nhà mình biết một bài học mới được. Lúc nào cũng tự cao tự đại, cứ cho là mình đẹp. Tiểu Thư Tóc Hồng à, cô có muốn được xinh đẹp không? Mình là con gái mà, mình phải thử xinh đẹp một lần đi. Tin em đi, chị rất là xinh đẹp. Thôi, chị làm sao mà xinh đẹp bằng Tiểu Thư của em cơ chứ. Từ đó tới giờ chị ăn mặc đơn giản, cho nên là chị cũng quen rồi. Mà công nhận á, Tiểu Thư Tóc Hồng hay ha. Đi chơi chung với bạn mình mà lúc nào cũng bị bạn mình chèn ép thế mới chịu được cơ chứ. Bây giờ hãy thử một lần á, xinh đẹp đi. Yên tâm, em sẽ may cho Tóc Hồng một chiếc váy thật là đẹp. Và em cũng sẽ tự may cho em một chiếc váy thật là xinh đẹp. Và đến cái buổi tiệc ngày hôm đó, ba chúng ta xem ai đẹp nhất thì người đó rõ. Tới lúc đó hả, Tiểu Thư Tóc Vàng nhà em sẽ hả tự biết xấu hổ, để xem là hả còn kêu ngạo cho mình là người đẹp nhất nữa hay không. Tin em đi, em nói Tóc Hồng rất là xinh đẹp. Thôi được rồi, để trị cái bệnh tự cao của Tiểu Thư nhà em á, thì chị sẽ thử một lần mặc đồ đẹp để xem chị có xinh đẹp không. Tên 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 tên, em đã may xong rồi nè. Tóc Hồng ơi, đây là bộ của cô nè, có thích không? Quá, công nhận là đẹp thiệt luôn. Còn bộ của em đâu? Bộ của em đây. Yên tâm, em đã nói là em sẽ may cho mỗi người một bộ mà. Như thế là ba đối tượng mình đều mặc đồ đẹp như nhau. Lúc đó sẽ dễ dàng so sánh ai đẹp hơn ai. Chứ hả, lúc mình cứ mà ăn mặc lôi thôi thế kia hả, người ta cứ nghĩ là mình xấu. Thôi bây giờ thì hai đứa mình thay đồ đi. Mình xinh đẹp như thế này rồi, và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Và mình đi tiệc cùng hai con nhỏ đó, thì người ta nhìn vô người ta chỉ nghĩ hai đứa đó sẽ là hầu của mình thôi. Chứ ông ai nghĩ con nhỏ Tóc Hồng sẽ là bạn của mình cả. Bởi vì mình vượt trội nó quá mức mà. Wow, trời ơi, công nhận hai đứa mình mà diện đồ lên á thì cũng đâu có kém phần xinh đẹp giống như là Tiểu Thư Tóc Cam nhà em đâu, đúng không nè? Chị thấy á, hơi kỳ kỳ nhưng mà cũng đẹp thiệt. La 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 la. Cái gì? Ở đâu ra mà hai đứa tụi bay có hai chiếc váy xinh thế kia? Ơi, tao đã nói là mày không được mặc váy đẹp giống như tao cơ mà. Ủa, tại sao em lại không được mặc váy đẹp hả Tiểu Thư? Bởi vì buổi tiệc này đâu có phân biệt giàu nghèo hay là giai cấp gì đâu, bình đẳng như nhau hết mà. Tiểu Thư được mặc đồ đẹp thì mắc mớ gì em với lại cô Tóc Hồng không mặc đồ đẹp chứ. À, hay là Tiểu Thư sợ hai đứa em mặc đồ đẹp sẽ đẹp hơn Tiểu Thư, cho nên là Tiểu Thư không muốn em tụi em mặc đồ đẹp chứ gì. Đó, bây giờ Tiểu Thư sáng con mắt ra chưa? Tiểu Thư thấy á hả, lạ, hai đứa em mà diện đồ lên á thì hả nhan sắc cũng đâu có thua kém Tiểu Thư đâu. Đó, cho nên Tiểu Thư á đừng có bao giờ nghĩ mày là người đẹp nhất biết chưa. Cái con hầu này mai mày to gan lắm. Mày còn dám cãi lời tao hả? Thì là tức chết đi được. Mà công nhận hai đứa nó diện bộ đồ lên á, hai đứa đẹp thiệt luôn á. Thiệt là bực bội hết sức. Vậy là giờ hả, mình phải không phải là người đẹp nhất luôn rồi. Chứ sao nữa Tiểu Thư. Đó, cho nên là Tiểu Thư đừng có vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nha. Bình thường em làm người hầu, em mặc ăn mặc lôi thôi, mặc mà lem luốc không được xinh đẹp chứ em là lên đổ hả, thì em không có thua kém gì Tiểu Thư đâu. Thôi bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi tiệc thôi nè. Ta da, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện sau. Bye bye.